Bên chúng ta đánh ra về kèo đấu này, đừng chút. Bin đang Cảm lên tấn công, ơn kích hoạt phản đòn, làm cho An Thanh Bình đau đầu và cố. tốc biến đi. Vẫn có chiến công đầu dành cho Bin. Một pha xử lý thông tin khá tốt với từ Bin, mặc dù anh ta không có tốc biến. Một play vào bên phía Anh của Trung. Bin. Đó thì kiểu gì vậy Cam? Con đường này quá nguy hiểm, tại sao ta Anh lại Trung kiểu giống như rồi. là, đó đã trúng vào Cam, nhưng mà xin với nói sao ta, mà thôi, anh ta vẫn lao vào. tối cổ lắm rồi, em còn tối cổ hơn một Trung chấm nữa. Máu Cam đã tung nhà và xin là người có được điểm hạ cùng. Cáo lại tấu hề nữa rồi anh em ơi. Anh ta không có tốc biến nha. On là người lao theo để làm chậm bằng thứ ánh sáng. Chỗ anh đang nha. Anh ta vẫn còn một pha phi hồ. Wow. Đó là điểm hạ cùng dành cho Yao. Người ta mới đi ở trên nó thấy luôn đó. Tự tin solo kill thành công rồi, nhưng đập bị rớt máu và nằm xuống. Anh ta hơn 600 so với lại Hanzama, chỉ bằng khả năng đi đường của mình mà không cần sứ giả. Còn Bin đang có ý định rồi nó chón được rồi, nó chón được là thắng rồi. Chất tưởng coi được dưới có giao tranh, xuyên là người đang phải lui về bằng chim mồi và nó chón được là thắng rồi mà thôi. Dài vẫn làm choáng thành công và đó là một tình huống xuyên bắt buộc với tốc độ hãy dứt điểm bằng hãy vậy gì kìa sát chuyển thành công công này, nhưng công không có chiêu cuối này không mạnh lắm. Dài đã lui về và với những mục tiêu này thì Jisoo sẽ hoàn thành được điều mà họ vẫn đang làm trong những bản đấu trước, đấy là dồn tiền cho Hanzama. Đá lùn gấu vẫn có hai lần lốc xoáy, Xuyên cực kỳ tự tin ép được một tình huống bấm đồng hồ và sau đó ép luôn cả tốc biến. Trời ơi, ơi. Anh ta dẫn lối đá trúng sát thương chính này đủ rồi, vừa đủ thủ bên trên đánh nhau tiếp rồi. Kèo này bắt đầu thua rồi, chúng ta thấy sát thương nó lệch hẳn không. Rocket đang đợi đồng đội tới, nhưng mà Bin cũng có đồng đội thích thì BK, Giai là người lao vào. Thua nhiều luôn, cảm ơn ta thương anh vui vậy nhỉ nha. Gió không giữ chân được ai cả và suýt lên. Thôi chết cái sóc mà kìa. Nó không thực sự hiệu quả lắm và đội OK hả à, hay. Họ tìm kiếm Bin. Hay. Double kill cho Giai và L. Hay vậy? Gì chú hay vậy? Với mùa đỏ thì On có thể sẽ phải mất tốc biến và cả Yaga cũng tương tự như vậy. Vua hùng gió thành công làm chậm nhiệt của Hanzama. Nhưng cốt luôn rồi. Thành công, giật bắn nó lại không trúng. Ai à, giật bắn trúng chết rồi. Tung ra chiêu của người ta đã dùng nó trước đó rồi. Chỉ dừng lại ở 3 mạng thôi. Ui, cái này đánh hay quá. Đánh hay quá, đánh nó cút luôn à. Bin bị lùa, Bin bị làm choáng, Bin bị dính gấu. Rồi, Bin bị cút. Bin đi. Bin bị chết. Bị nhiều thứ lắm. Anh ta bị làm choáng, anh ta bị dính gấu, anh ta còn dính cả lựu đạn ba hỏa nữa. Không được đẩy được dưới nữa, đó là lời hiệu triệu đến từ đồng đội và cả là lời hiệu triệu đến từ Chu Esports nữa. Baron chỉ còn 5 rồi xong máu. Hay ngưng là phải quyết định. 3.000 máu ngưng, đánh bất ngưng ra. Ê, hay nha, hay cắt cút hay. Đó chính là cái sự khó chịu đến từ cái gió lốc trong tay của Zana, nhưng mọi chuyện chưa ngừng lại. Không có pha lao xuống bởi Xuyên, nhưng có Bin, Bin bị hất ra bởi con Zana quá. Hay vậy, trời ơi, dưới kia hay quá vậy. Cam vẫn đang đứng kế bên Hanzama và Hanzama. Thằng gì kia nó quá hay. Một tiếp theo của mình, nhưng Bin đã kịp nhảy lên phía trên. El cũng đang chạy, nhưng Jai đang vào vị trí. Bắt buộc On phải tốc biến và giật bắn cũng không trúng. Bất ngược trở lại, El bắn vào người của Jai. Bin đang chờ đợi phản đòn của game này thua là thua ở Di Ke này. Gì vậy thích thôi, gì đâu ra Di Kim đó, trời ơi câu chuyện nó qua đâu rồi mà em ơi, nhưng mà đánh pha này hơi căng nha. Đánh pha này hơi căng đòn nha. Đầy đủ tài nguyên, Bin là người đang cố gắng mà. Rồi Bin cốt. Ta không kịp làm thêm gì cả, Gia Gao lao tới, hung gió vào khoảng không. Elrit có thể tốt. Nhảy vào tấn công El, El không được chơi. Di Ke quá mạnh rồi. Súng mà ta có rất nhiều súng, Gia Gao bắt buộc phải chạy. 2-1 cái Jiju và 5 mùa Baron dành cho phía của Jiju, họ còn đủ lượng tài nguyên quay ngược lại con rồng và như một rồi nó bắn hết rồi. Gao ta mất vị tốc biến và quay ngược trở lại. Xuyên lao lên tấn công lốc xoáy luôn rồi. Mickey vẫn đứng kế bên nhưng vẫn phải mất tốc biến. Mickey hết năng lượng rồi và mạng sắp đau cáp. Gia Gao cũng Mickey nó khó chịu pha đó mà nó còn chịu nó mà còn đủ cái giờ là thằng Sa sống rồi đó. Của họ cần phải được bảo toàn. Một tình huống hồi nãy giờ dính hai cái lóc của Zana, hai lần là nằm cáp. Hai lần cáp vô tầm thả gấu là Gia Gao lóc cương nào chạy được một tí rồi sao mà chơi cáp đang gặp nguy hiểm, cáp bị bắn liên tục, cáp thả gấu, cáp bấm đồng hồ. Eo là người dính cung cung linh về để có thể chạy. Ơi tự nhiên cút hết rồi. Quyết được Hanzama khi mà đội hình của Uisport đã không bảo kê được xạ thủ của mình. Gia Gao ở nhanh nha, vào đã có rất nhiều khoảng trống dành cho Bin. Giờ đây là sân chơi của BLG. Ủa là sao cáp cút đã mất hai sát thương và họ bắt buộc phải bỏ con rồng này. Linh hồn rồng lửa dành cho BLG chăng? Họ đang lui là sao vậy cáp cút? Mới ba rồng thôi, mới là ba rồng thôi. Baron đúng là khi mà đội hình của bạn thì ao tầm giao tranh thì bạn tách lẻ đối phương ra đánh thành hai góc khác nhau. Và chính G2 Esports mới là đội bị phân tán mục tiêu pha thi đấu vừa rồi khi mà Cap lại cố gắng tấn công vào người của Yagao và anh ta bị giữ lại bởi El. Anh ta mất cái làm choáng vào người của
Có dịch chuyển không? Cáp có dịch chuyển, cáp có dịch chuyển ơi. Pha này BAG ăn là coi như cút nha. Rất khó vào nha. Bin là người lao ra để dai ra. Bỏ cái ba râm cũng được nhưng mà chỉ là giữ chân mà thôi. Rocklet lao vào. Rocklet lao vào làm chậm nhưng Rocklet không có đủ khả năng chống chịu đối hết. BAG ràng lên và họ chưa chức điểm được Rocklet. Cáp chẳng đâu. Cáp chẳng đâu. Và ta thả gấu đúng vào người của em. Người không còn nhiều tài nguyên nữa nhưng vẫn còn. Còn không luôn á. Cáp không dứt điểm được. Và Hansama vẫn đang chạy từ cái gì cũng tới tay thằng Jike này hết. Cái gì cũng tới tay thằng Jike này hết. Xin lỗi bạn của L. Phía bên này, Hansama tìm kiếm mục tiêu của mình. Giờ các bạn đã rung và pin. Một phát bắn nữa thôi, anh ta kích hoạt phản công lên để chạy. Nhảy vào một con mắt. Nhưng lúc này thì mình chạy đi đâu đây? Hansama sẽ dí tới, dùng giật bắn để có thể kiểm tra. Có một pha bóng về với Bù Lại Vân Đôn Cường Hóa. Đó là hai mùa Baron và cái pha câu kéo đến từ Broken Play và cả dai là đủ để cho Cáp quay ngược trở lại. Bây giờ Cáp không tóc biến thì Cáp đứng kế bên thằng Hansama đi. Và cái tầm đó thì On bị lập cản. On đi rồi. Rồi On cút rồi. Hansama đang tốt hơn. Anh ta vẫn bị giữ chân lại, hơi tiếc cho Hansama như vậy không thì đã bị lập. Ủa là sao? Bắt buộc phải dùng phi hồ để chạy. Ủa hai team này bữa nay đánh sao ta? Thì thực ra họ vẫn chưa ăn được rồng, rồng còn thời gian khá là dài nữa. Có nghĩa là vẫn đủ thời gian để Bin có thể quay trở lại với khu vực hang rồng này. Cú lốc không thành công, Rocklet đang nhìn về phía của Yagao, Yai cũng đang nhìn về phía Yagao. Cáp di chuyển. Dịch chuyển rồi. Biến lên hung gió trúng và giữ chân. Giết được không? Giết được không? Có cái đồng hồ rồi. Anh ta vẫn chưa chạy được. Xuyên lên. Ai da, Hansama dấp cỏ rồi em ơi. Hansama cút. Cút luôn cái game này luôn rồi. Khi mà Yai và Cáp là những nạn nhân tiếp theo, Cáp còn đúng một mình. Anh ta cũng ăn luôn một cây gậy. Tự nhiên cút luôn cái game rồi. Chiến thắng trong quán bar dành cho BLG. Một lần nữa, hey là tách ra, họ lại cố tình mở giao tranh và thả xạ thủ mình đứng trơ trọi. Và đó là cơ sở, đó là khoảng trống để Yagao lao lên với những tình huống trường băng vĩnh. Dù còn tốc biến, dù có đồng hồ, nhưng ta vẫn phải nằm xuống, không còn... Game này đánh hay quá rồi. Ta chỉ biết ngẩn ngơ và đội hình của ta tan vỡ hoàn toàn rồi. Nhưng mà đó thực ra cũng là một món đồ luôn, rừng ao một món đồ. Tớp trên đây cũng nghe thứ trận đang nghe làm mấy pha một là cấp cút hay là Hansama rồi ba là tới Broken Led. Trời đất thánh thần ơi. Milky thằng Jike phải chơi sao trong game này đây anh em ơi. Chịu. Để cái quầy quá xấu. Nhưng mà Jike pha này Yagao đang gặp vấn đề rất lớn. Cáp bắt đầu di chuyển vào đang chơi rồi. Nhưng mà tình huống đánh thường có được băng giá được bung ra. Tóc biến lăng tung Jike hay. Trong một thế khó và Yagao bị đánh một thức cuối cùng bài à. Có first shot Cáp cút. Giải gạo cút rồi. Điện ngành tức Broken Play. Anh ta sử dụng kỹ năng của mình để có thể nhằm mục đích là bay vào để có thể tấn công con sĩ Hedric. Hiện tại vẫn đang trong tư thế sẵn sàng để có thể bị mất đi. Yagao đồng thời có thể được chọn pin nên là người giữ chân lại khi mà rồi chết Mickey rồi. Rồi cút rồi. Unstoppable và vẫn đang cố gắng lao xuống nó có sát là cút rồi. Giữ chân làm khoảng thời gian khá lâu. Lan bụng đã có xe chiêu kim cũng đã có một pha chiêu cuối đến từ người BLG để có double kill. Xuyên tuyệt vời trong tình huống xử lý này. Anh ta dính toàn bộ lượng combo. Hãy anh chàng dẫn lối eo đang sắp sửa nằm xuống. Hãy bóng của Hansama và anh ta có được bài gục thứ hai cho bản thân mình. Cặp đôi Lucian Army bạn cần phải có một cái giai đoạn đi đường tốt nhưng đây bạn lại thua thiệt hơn rất là nhiều. Bị tấn công bởi On và On này bị giữ chân lại đánh ngất người đã có cái lập tức một cú sóng thần đã bung ra. Pick SD bị dính cú thi công và ta sắp sửa nằm xuống. Mẹ sẽ được dùng cho eo hay chàng này xuyên bắt đầu với cú chữ và ta là người hưởng cuối cùng. Cái thế này cút rồi, cái thế mất hai quay lưng. Đội trưởng được bắn bắt đầu giữ chân lại đã bật thanh tẩy nhưng xin vẫn đang tiếp tục được để tiếp cận. Ở đây di chuyển tới thiện ngục để cho là giữ chân cho được Hansama xin bắt đầu chuyển quy nhưng không mất ba quay lưng luôn. Họ lui về. Tiền chinh lịch về lớp giáp trụ là khoảng. Ôi, ai đã có hầm bộ hàng băng chuyển băng vĩnh cửu giữ chân lại xe chỉ luồng kim đang làm chậm được Black. Black rất khó để có thể thoát đi. Khiết đánh và Yagao đã tung kỹ năng quy của mình ra để mang lại hạng cục thứ tư cho được BLG. Dưới những cái đường tả của việc đường chiếu và POG thật sự là đang muốn nó còn nhiều nữa. Nãy giờ tính ra mà tới giai đoạn này mà còn giá xin chưa có làm cái gì chung là cũng hơi khó nha. Hay quá, bắt được Sun. Ây da, hàng kia chết rồi. Dành cho L, một pháp bất ngờ đã được tạo ra. L hiện tại để giữ chân lại nhưng Gia đang thường cắt được chân để hỗ trợ cho Gia Gao những đồng hồ. Phía bên này thì sao đây? Sun đang giữ chân cắp cắp sắp sửa hết máu và ta phải nằm xuống. Gia Gao là người đã bị hạ gục. Hàng Sun không chết luôn rồi, thua rồi. Mickey S đang bỏ chạy 7-3 cho PLG. Một lần nữa thì họ lại đánh mất nhau, đó là Hansama và Mickey X. Họ lại bỏ rơi xạ thủ của mình.
Nhưng mà tốc biến còn y nguyên kìa. Có rất nhiều thứ sai đến từ Chu Esports trong pha giao tranh vừa rồi. Cáp không tốc biến qua tường, Hansama không có được sự bao kê từ đồng đội để rồi anh ta nằm xuống đầu tiên trong giao tranh dưới sát thương đến từ con Lucian. Và giờ đây Mickey cũng bị bắt lại và anh ta đi rất là nhanh. Đánh càng sai. Anh ta vẫn đang cố gắng chạy về pin lao theo pin. Càng đánh càng sai. Có thể là nạn nhân tiếp theo. Cú đi chân lạnh toát thật sự. Và anh ta có được tới 5 điểm hỗ trợ nữa, một điểm ơi. Khi bắt đầu có những trang bị thì ở kèo đấu dây với Gwen này, lợi thế của Gwen sẽ không còn nữa. Vigen sẽ bị giữ chân lại, mặc dù game này đánh tệ quá. Thế đó là một cú thanh trừng, đó là cú sóng thần và Hansama có thể bị hất tung lên, rồi ta bị hất tung lên, bắt đầu bung chiêu cuối và người Vigen liên tục. Vigen đang gặp vấn đề rất lớn, bạn đã có cho L và đó là sẽ chỉ cái luồng kim, đó là những thứ mà Hansama đang trong tư thế nguy hiểm, được cố gắng bỏ chạy đi chiêu cuối được bung ra và xuyên hy sinh cùng với lại xạ thủ phía bên kia chỉ tuyến. PLG với đội giành chiến thắng trong thủ đô giao tranh này, L đánh vô cùng hổ báo và dự lượng năng lượng của ta đang không chấp nhận chuyện đó. PLG vẫn là đội thắng trong thủ đô giao tranh vừa rồi của Đức Bắc. Và nếu mà nó mất trong Lucian thì nó đánh như vậy với mấy team lớn của ta cũng chưa có. Thì nó đẩy gấp cỡ liên tục. Trang bị đến từ bên phía mà nó đánh kiểu nhìn nhìn lại coi lại đi nữa. L đang đéo lại những thằng như Lương với lại Lucian. Bắt đầu che lượng sát thương và lấy ra coi nhau cao lắm. Vẫn đang là một tiêu được khai thác tốc biến lên từ da cao và tài năng giữ chân hai thành viên Mikes đang trong tư thế có những người con là cáp ánh trăng giờ lại bung ra nhưng nó không có quá nhiều sự hiệu quả. Cáp đây hy sinh trước đó. Rogue Play có thể là người đang được chọn. Hazama đang cầm cái tăng hỏa lực vô cùng là full nhưng một hit bắn của L là đủ rồi. Tốc biến lên đi chủ chỉ luôn Mikes. Mikes bị trưởng và ta nằm xuống 13-4 cho PLG. Biết vậy nãy thì mát đi chung chứ giờ đi rồi cứ gì đâu chung lại đây 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 cắt cút cắt cút cắt cút sự bằng bính cũ bạn nhảy dành cho L cắt cút xong rồi. L unstoppable không có cách nào có thể ngăn cản được cách thành của PLG trong giai đoạn nữa. Có một vài tình huống bạn đánh bộ bóng một tí xíu tức là tạo một cái sự đột biến nào đó tức là được ăn cả ngã về không thì còn có thể được và đây ăn đâu ăn cả đó. Ủa mà sao mấy cái mai này không tốc biến không gì chứ ta? Nhưng là đau quá. Đây, sóng bắt đầu từ gió. Đây rồi nhưng mà ăn nguyên cái tảng băng và ngay lập tức bị dính trường băng bình cũ, bị dính trường sử dụng. Mấy mai không tốc biến không làm gì, bất kỳ một cái gì luôn á. Bạc vào người của Cap và Cap này bị hất tung lên thì không ai hỗ trợ thêm về mặt sát thương cho nên Cap có thể thoát đi được. Bắt đầu di chuyển hỗ trợ của lại Cap. Đây là hai tiếng trước đủ cứng để có thể lao vào những tình huống đánh nhau và có thể che được một lượng sát thương đó. Bin bắt đầu lao vào tấn công và Mickey S đang cắm con mắt để có thể tìm ra được em đang còn chờ thôi hôi xe sắm ca hay ca được dưỡng lại và cái lập tức da cao. Ôi da cao đã bị outplay rồi. Cáp đang bắt đầu lao vào tay con người xin khiến cho xin mất đi chiêu cuối cơ hội là đây hay chăng lại Mickey sẽ bị giữ chân lại và ta đang cố gắng tốc biến được thoát đi. Hansama vẫn đang được bắn dài để bị giữ chân lại quăng thùng rượu khai để đẩy được eo về nhưng eo vẫn đang bị dính cô máu và cơ hội nằm xuống kêu là máu cũng cao. Cáp đang muốn bắt chụp eo thành công rồi và Mickey sẽ đang... Bin nó quậy hết rồi. Chỉ đó là Bin được gắn thoát đi cái vấn đề sau này khô máu đã. Ủa má, ai da thằng Bin ao trình. Sao không tốc biến? Nhưng PLG vẫn thắng trong thủ giao tranh này. Họ muốn end game thấy bị cô đâu. Người ta tốc biến vô bụi, người ta ao đây. Rất cực lét. Tưởng tốc biến nó chẳng chết. Ở trong giao tranh cuối cùng nhưng rất tiếc là lúc đó thì họ đã thua 10.000 tiền dứt điểm được xạ thủ đối phương. Có nghĩa là họ thắng giao tranh và hành trình của hạt giống số 2 LEC tại MSI 2023 kết thúc tại đây. Thực ra là đối với BOG họ có tới 3 mũi carry lận kết thúc rồi tìm được